Quay nè. Ủa cầm nghiêng cũng nói chuyện cầm đứng đó chấm gung rồi đó. Ừ, cao quá chứ. Mà bây giờ khó có chế độ chấm gung mà. Cao. Mua cái điện thoại có điện thoại chế độ chấm gung và điện ảnh á. Chụp rất là khỏe luôn. Quên nữa. Nè nó chín được rồi nè. Wow. Rồi làm dính đi. Cuộc sống hàng ngày của một tiệm nét mấy người. Ủa, anh quay luôn rồi đó hả? Chỉ hỗ trợ đến iPhone 13 à. Cổ bân luôn nè. 14, 15 năm. Nhưng mà anh chạy giặt gì nó đứng yên màn hình không? Anh chạy em đi chạy thử em dí một gà. Nè. Đó, giật lại cho con nghe coi anh. Rasi tao biết kể nó có đẻn. Cái nút ngay giữa là mới chỉnh nè. Nút ngay giữa mới chỉnh được. Cái nút ngay giữa là nó cố định cái trụ này nè. Rồi ép. Đâu kiếm này đi ghê chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.